kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin hung thần tòa án Nguyễn Hòa Bình bị đỉ, đang muốn làm loạn. Ở đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Hòa Bình vào Bộ Chính trị với hy vọng kiếm cho mình một miếng bánh trong mâm quyền lực của nhóm 18 ông vua tập thể này. Sau khi vào được Bộ Chính trị, Nguyễn Hòa Bình có tham vọng thay Trương Hòa Bình ngồi với chiếc ghế Phó Thủ tướng Thường trực, bởi Trương Hòa Bình bị đá văng khỏi Bộ Chính trị. Tuy nhiên, ông Trương Hòa Bình vẫn lì lợm bám ghế làm ông Nguyễn Hòa Bình mất cơ hội. Trò chơi chính trị là cần phải tận dụng thời cơ. Khi thời cơ qua rồi, cơ hội cho Nguyễn Hòa Bình cũng qua đi. Khi ông Trương Hòa Bình bị buộc phải rút lui, thì khi đó người gần chiếc ghế của Trương Hòa Bình đã chám vào luôn. Đó là ông Phạm Bình Minh. Lúc đó, ông Minh đang là Ủy viên Bộ Chính trị và cũng đã làm Phó Thủ tướng. Cơ hội của Nguyễn Hòa Bình đã bị kẻ khác chiếm mất. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị đang bị đì trên chiếc ghế chánh án Tòa án Nhân dân tối cao. Cơ hội đến với Nguyễn Hòa Bình gần nhất khi mà Phạm Bình Minh bị kỷ luật mất chức. Ông Nguyễn Hòa Bình với chức Ủy viên Bộ Chính trị là hợp lý nhất để chám vào. Tuy nhiên, lần này ông Trần Lưu Quang, một Ủy viên Trung ương Đảng, lại chám ngay. Bị một Ủy viên Trung ương Đảng giật mất cơ hội thì quả là rất đau cho Nguyễn Hòa Bình. Theo đánh giá của một cây bút am hiểu về tình hình nội chính, Nguyễn Hòa Bình là mẫu người thượng đội hạ đảng. Ông này sẵn sàng bán rẻ lương tâm để làm bất cứ điều gì miễn là đạt được mục đích chính trị cho mình. Vụ án Hồ Duy Hải đã làm rõ bản chất của ông này khi ông ta cố ép chết Hồ Duy Hải bất chấp những vật chứng được xác định là do cơ quan điều tra ra ngoài chợ mua về, rồi ghép tội cho ông Hải. Vụ ép chết Hồ Duy Hải là cách xử án đổ vấy tội lên người dân thấp cổ bé họng nhằm bảo vệ sự hung thủ thật sự, được cho là con cháu của một thế lực chính trị rất lớn tại miền Nam. Nếu nói vụ bắt cóc người ở Berlin tạo nên thương hiệu cho ông Tô Lâm, thì vụ xử ông Hồ Duy Hải tạo nên thương hiệu cho Nguyễn Hòa Bình. Có bạn đọc cho nhận xét rằng Nguyễn Hòa Bình là hung thần tòa án, chưa thấy ông quan tà nào trắng trợn như ông Nguyễn Hòa Bình cả. Đây là hình ảnh xử giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải là vết nhơ của ngành tư pháp Việt Nam. Tuy ông Nguyễn Hòa Bình làm mọi cách vì mục đích chính trị, kể cả trắng trợn dẫm đạp lên cán cân công lý, tuy nhiên ông này không đạt được ý đồ như kỳ vọng đặt ra. Là Ủy viên Bộ Chính trị nhưng đã bị đì ở chiếc ghế chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, chứ không được bố trí công việc tương xứng. Rất nhiều cơ hội để nhắm chiếc ghế Phó Thủ tướng Thường trực nhưng không hề được tin tưởng. Tại sao lại như vậy? Cũng có ý kiến cho rằng ông Nguyễn Phú Trọng là người tinh đời, những kẻ tàn nhẫn với người dân, áp bức cấp dưới và nịnh nọt cấp trên lộ liễu, ông không tin mấy. Có thể ông dùng nhưng không tin. Nguyễn Hòa Bình là một người như thế, ông bị cho là người có thể dùng, thận trọng nhưng không thể trao trong này quyền lực quá lớn, và đó có thể là nguyên nhân Nguyễn Hòa Bình cứ bị đì ở chiếc ghế chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, mặc dù ông ta là Ủy viên Bộ Chính trị. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Hòa Bình bày thêm trò mới. Được biết vào ngày 26 tháng 2, ông Nguyễn Hòa Bình sẽ cho tổ chức hội nghị triển khai công tác cải cách tư pháp, hợp mục đích là dẹp bỏ Tòa án Nhân dân cấp tỉnh và cấp huyện, đổi lại là mô hình phân cấp khác, đó là Tòa án Nhân dân tối cao, Tòa án Nhân dân cấp cao, Tòa án Nhân dân cấp tỉnh, Tòa án Nhân dân cấp huyện và Tòa án quân sự. Khi đổi lại, còn Tòa án Nhân dân tối cao và Tòa án Nhân dân cấp cao, Tòa án Nhân dân phúc thẩm và Tòa án Nhân dân sơ thẩm. Tòa án Nhân dân sơ thẩm chuyên biệt và Tòa án quân sự nữa. Việc thay đổi này được cho là tạo điều kiện cho các tòa án cấp dưới từ địa phương này với tay sang địa phương khác để xử tội. Điều đó có nghĩa là một số tòa án tại địa phương sẽ được phép lộng hành. Thực tế điều này đã diễn ra khi cựu chủ tịch tỉnh, bí thư tỉnh Bình Dương bị kéo ra tận Hà Nội để xét xử. Hay mới đây, cựu chủ tịch tỉnh và bí thư tỉnh Đồng Nai dính vụ án IC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn cũng bị lôi ra Hà Nội để xử. Ông Nguyễn Hòa Bình đang muốn làm ngành tư pháp loạn lên thật. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d với bản tin hung thần tòa án Nguyễn Hòa Bình bị đì, đang muốn làm loạn.
Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Cá con Đinh Văn Nơi vơn cung đám cá mập dữ, hăng quá thì ngã như người say. Với con mồi thì Đinh Văn Nơi là cọp dữ, nhưng trên bàn cờ chính trị, Đinh Văn Nơi chỉ là một tỉnh ủy viên nhỏ nhoi. Nhờ hăng say quá mà Đinh Văn Nơi đã trở thành công cụ lợi hại cho ông Tô Lâm. Đây là một thuận lợi, cũng là bất lợi đối với ông Nơi. Nếu quá hăng, bắt không nói nhiều thì ắt có thành tích, nhưng chuốc lấy oán thù không ít. Ông Đinh Văn Nơi là mẫu dũng tướng, thích lập công nên ông ta không ngán ngại sông pha, hốt những con cá mập trong trò chơi chính trị. Tội phạm hình sự thông thường đối với Đinh Văn Nơi là nhỏ như cái móng tay. Việc ông tóm cổ, tóm sư tử, tóm báo vân vân, và ông Tô Lâm cũng nhờ ông Đinh Văn Nơi chỉ có thể như thế. Là một tỉnh ủy viên mà tham gia trò chơi của những cá mập tại Bộ Chính trị, thì xem ra ông Nơi đang bơi cùng cả đám cá mập dữ, chứ không phải là bơi cùng đám cá con đồng hạng. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, trùm của những ông trùm. Ông Nguyễn Bá Thanh, ủy viên Trung ương Đảng, mà bơi cùng bảy cá mập dữ cũng phải mất mạng. Trong khi đó, Đinh Văn Nơi lại chỉ là tỉnh ủy viên nhỏ bé. Trong cuộc chơi của những con cá mập, người ta cần những lưỡi dao sắc lẹm như Đinh Văn Nơi để ra tay diệt gọn đối phương. Và trong đợt bố giáp bắt ông Đỗ Hữu Ca cho thấy lưỡi dao Đinh Văn Nơi sắc như thế nào. Như bài báo trước, tờ Thời báo chấm D đã nhắc đến tên chỉ thị 15 của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam. Chỉ thị này không cho phép công an theo dõi, bắt bớ đảng viên cấp cao. Vì thế, để bắt được quan chức thì trước hết đảng phải khai trừ người đó và làm phó thường dân đã, thì công an mới có thể ra tay. Tuy nhiên, trong trường hợp ông Đỗ Hữu Ca bị ông Đinh Văn Nơi tóm, trên vai ông này vẫn còn đeo quân hàm tướng và trên tay thì vẫn cầm thẻ đảng. Như vậy là Đinh Văn Nơi đã đạp lên chỉ thị 15 của Bộ Chính trị. Trong trò chơi này có vẻ như ông Tô Lâm đang đẩy Đinh Văn Nơi vào vòng nguy hiểm. Câu hỏi đặt ra là tại sao ông Tô Lâm không cho lính của Bộ Công an bắt tướng Đỗ Hữu Ca mà lại chỉ phối hợp với ông Đinh Văn Nơi tại Hải Phòng? Nhiệm vụ của Đinh Văn Nơi là bắt, còn nhiệm vụ của Bộ Công an khá mờ nhạt trong trường hợp này. Đây là hình ảnh ông Đại tướng Tô Lâm, ủy viên Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam, người cũng mang rất nhiều tai tiếng. Có ý kiến cho rằng nếu ông Tô Lâm yêu cầu khai trừ ra khỏi đảng và tức quân tịch của tướng Đỗ Hữu Ca rồi mới bắt, làm như thế thì ông Đỗ Hữu Ca sẽ có thời gian để đối phó. Cần bắt nhanh thì ông tướng công an này trở tay không kịp, mà bắt nhanh thì vướng phải chỉ thị 15 của Bộ Chính trị, nên ông Tô Lâm dường như đã xúi cho Đinh Văn Nơi ra tay. Thay vì Bộ Công an phải ra tay, tức là ông Tô Lâm phải ra lệnh bắt. Nếu Bộ Công an mà ra tay thì sau này, nếu bên thua hôm nay lật kèo thì sẽ có quy trách nhiệm cho ông Tô Lâm. Chính trị là trò chơi khó đoán và rất khó lường. Hiện nay, phe Nguyễn Phú Trọng đang mạnh, ông Tô Lâm thì đang hét ra lửa, vòng Đinh Văn Nơi bách chiến bách thắng. Tuy nhiên sau này, trật tự đổi thay thì chính việc đạp lên chỉ thị 15 của Bộ Chính trị hôm nay, nó sẽ thành đầu cây thương hồi lại. Thì lúc đó Đinh Văn Nơi dính trọn, mà Tô Lâm thì không sao cả. Đấy là chữ nếu, mà nếu của tương lai thì vẫn có thể xảy ra. Đây là hình ảnh ông Đinh Văn Nơi chỉ là tỉnh ủy viên. Thường thì tướng võ chỉ giỏi đánh đấm, còn trên bàn cờ chính trị các tướng võ như những anh khờ vậy. Trần Đại Quang là một ví dụ rất rõ rệt, còn Tô Lâm thì không tự bước ra khỏi tổ kén của Bộ Công an. Đinh Văn Nơi chỉ đơn giản là công cụ, chưa là người chơi cờ trên bàn cờ chính trị, mà trong đó toàn là cá mập dữ trong Bộ Chính trị. Chỉ thị 15 là chỉ thị của Bộ Chính trị, đến ông Tô Lâm còn ngại đạp lên nó, nhưng Đinh Văn Nơi thì không ngán ngại. Thành tích của Đinh Văn Nơi sẽ rất chói lọi, tuy nhiên bài học của tướng Nguyễn Việt Thành, người phá vụ án Năm Can lừng danh, vẫn là bài học rất sâu sắc. Ông nổi tiếng cỡ nào cũng chỉ là công cụ cho tầng trên,
và sau đó ông phải về vườn trong sự chua xót. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d với bản tin Cá con Đinh Văn Nơi vờn cùng đám cá mập dữ, hằng quá thì ngã như người say. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.